Kính thưa quý vị, Quốc Sơn Nam xin trân trọng kính chào quý vị. Và bây giờ chúng ta đang gõ cửa Thanksgiving, thưa quý vị. Thanksgiving around the corner. Chúng ta đang chuẩn bị cái mùa lễ tạ ơn của nước Mỹ. Đối với người Hoa Kỳ thì ngày lễ tạ ơn là một dịp để mình đoàn tụ gia đình. Đấy giống như cái Tết Nguyên Đán Việt Nam vậy. Nhưng trong cái lòng người Việt Nam, trong lòng người Mỹ luôn canh cánh trong lòng và mùa lễ Thanksgiving là nhìn lại một năm vừa qua để chúng ta thấy rằng ai là người ơn của mình, ai là người chúng ta thọ ơn và chúng ta cảm ơn ai, tri ân cái ân nghĩa của người nào. Đó là ý nghĩa của lễ tạ ơn. Về phương diện cá nhân thì chúng ta có nhiều ơn nghĩa trong phương diện cá nhân, và về phương diện cộng đồng chúng ta có những ơn nghĩa trong cộng đồng. Hôm nay chúng tôi gửi đến quý vị một câu chuyện rất là đặc biệt nhân mùa lễ tạ ơn, thưa quý vị. Và câu chuyện này cũng được một tờ báo lớn nhất của Hoa Kỳ đã ghi lại câu chuyện này trên trang báo của họ. Chúng tôi mời quý vị cùng chúng tôi tiếp xúc với người bạn trẻ mà chúng tôi vừa gặp, đó là cô luật sư Vương Ngọc Lan. Chú Nam xin thay mặt tòa soạn cảm ơn thời gian của cháu để đến với tòa soạn ngày hôm nay. Chào cháu. Cảm ơn chú rất nhiều. Mời cháu gửi lời chào đến quý vị. Thưa chào quý vị. Bây giờ trước khi chú cháu bắt đầu thì có thể cháu giới thiệu đôi chút về cái công việc làm cháu hiện nay, cái background của cháu hiện nay bây giờ. Dạ, cháu là luật sư tai nạn labor, là tai nạn ở việc làm, lao động. Cháu làm ở San Francisco, cháu làm cho government, tức là tiểu bang của Cali. Cháu nói sao, represent là những người những cái employer mà có người nhân viên bị tai nạn ở việc làm. Rồi tên của cháu dùng ở trong professional life là Lauren Vương, nhưng mà cháu vẫn là Vương Ngọc Lan. Thưa quý vị, chúng tôi vừa biết được, đọc được trên tờ báo Hoa Kỳ, và tôi biết được cháu là người San Jose. Chúng tôi có một sự thân tình với bố mẹ cháu, nhưng mà không biết cháu là con gia đình như vậy. Cho nên tình cờ chúng tôi biết được, chúng tôi muốn mời cháu đến đây để chia sẻ một câu chuyện này. Mà câu chuyện này chúng tôi tin rằng nó tựa giống câu chuyện của những thuyền nhân Việt Nam sau năm 1975 trong hành trình mà đi tìm tự do. Nó rất giống câu chuyện của chị, của anh, của tất cả mọi người từ Hoa Kỳ, Úc, châu Âu, Đức Quốc, vân vân. Câu chuyện của một thuyền nhân Việt Nam đi tìm người ơn sau mấy chục năm, thưa quý vị. Được biết là cháu cùng gia đình rời Việt Nam trong hành trình vượt biên rất là nguy hiểm. Phần tử thì nhiều, phần sinh thì ít. Cháu có lúc đó cháu bao nhiêu tuổi? Dạ, lúc đó cháu 7 tuổi, mà cháu lại có trí nhớ rất là dai, thành ra cháu nhớ rất là nhiều chi tiết. Cái cảm giác cháu? Bây giờ 37 năm sau, cháu vẫn không bao giờ ăn được cút sắn hoặc là thịt chà bông. Tại vì những cái cút sắn như thịt chà bông đó, cháu chỉ ngửi mùi thôi là cháu lại nhớ lại ngồi trên chiếc tàu đó, đói khát, sợ. Cháu thấy anh cháu bệnh, rồi người ta không cho thuốc, cháu cũng không biết là tại sao. Nhưng có thể là nghĩ là mình không biết là mình sẽ ở trên biển bao lâu, thành ra phải là tiết kiệm những cái thứ đó. Mà cháu lúc đó cháu còn nhỏ, cháu chỉ nhớ là những cái cảm giác trong người thôi. Cháu nhớ lúc nào cũng đói khát, uống nước biển, rồi mình nếu cần đi tiểu hay là đi cầu cũng không có chỗ đi, tức là nếu mà phải đi thì cứ đi, rồi cũng như vậy. Cháu có thể kể lúc đó cháu 7 tuổi, the best từ trí nhớ của cháu thì từ 7 tuổi đi nữa, thì cháu đi từ đâu, cái hành trình vượt biên như thế nào, cháu có thể kể cho quý vị nghe rồi cái tiến trình vượt biên như thế nào, cháu đến đâu, như thế nào? Cháu nhớ đó là cháu đi dưới má cháu, dưới anh cháu, rồi một người em gái tới nhà của một người bạn ở Sa Đéc. Rồi đi tắt rám ra cái tàu giống như là tàu đánh cá vậy đó. Mà trên lúc mà đi trên sông Cửu Long đó,
đêm đó nó hình như là trời mưa rồi mới tạnh thôi, xong rồi cái chiếc tắc rắn nó bị ngừng, bị cũng như là River Patrol, mấy người mà công an đó ngừng chiếc tắc rắn lại. Thì trên, lúc đó trên tắc rắn đó là cháu có mẹ cháu với là bà nội cháu, thì bà nội cháu nắm tay cháu rất là chặt, tới nỗi mà móng tay của bà nội nó bấm vô cái lòng bàn tay của cháu, rồi bà nội nói niệm Phật đi, niệm Phật đi. Rồi còn má cháu thì nhéo đánh, tức là muốn cho mấy đứa khóc lên làm ôm sờm hết. Thì cái ông công an đó, cháu nhớ đó, là rọi đèn pin vô chiếc tắc rắn, rồi thấy là toàn là đàn bà với con nít mà đứa nào cũng khóc lóc hết. Rồi ông nói đi 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 đi, tại sao mà đi đêm như vậy, người ta tưởng đâu là mấy người đi vượt biên. Cháu lúc đó cháu cũng không có hiểu được lắm là vượt biên là gì, nhưng mà cháu có thể cảm thấy đó là tất cả mấy người trên tắc rắn rất là sợ hãi. Rồi sau đó tới cái tàu đánh cá thì thật là đen tối, không có, mình không biết ai là ai, nhưng mà có một người nắm cháu ở dưới nách đó, rồi sắp cái nách sắp lên, rồi thảy cháu vô một cái hầm. Thì cái hầm đó nó đã có một chút nước ở dưới đó rồi, mà nó thúi lắm, thúi giống như là cá sình cá chết vậy đó. Thành ra là mới bước vô đó là muốn ói ngay lập tức. Mà rất là chật, tức là không có chỗ mà để nhúc nhích. Cái đầu gối thì là đặt lên cái ngực, rồi tay thì ôm như vậy, không có thể nhúc nhích đâu được hết, mà rất là khó thở. Rồi sau đó tự nhiên đó, người ta lấy cái miếng dán hay gì đó đẩy cái hầm lại, thì không khí nó càng thêm ngọt nữa. Rồi cháu nhớ đó là má cháu nói uống cái muỗng thuốc này đi, rồi con ngủ thức dậy đó là mình hết nguy hiểm. Thành ra thì lúc đó nhỏ thì mẹ mình nói gì thì mình làm đó thôi. Thì con uống cái thuốc đó, con không biết cái đó là thuốc mê, nhưng mà sau này thì con mới hiểu đó là thuốc giống như là thuốc ngủ vậy đó. Rồi sau đó cháu thức dậy thì ta mở cái hầm ra, rồi mình có thể là lên deck, bông tàu. Dạ, thì cháu thấy chung quanh đó là chỉ là biển cộng nước, không thấy đâu là đâu hết. Rồi cái giống như là cái horizon, rồi cái chân trời, chân trời với mặt biển nó giống y với nhau thôi, toàn là màu xanh, không thấy đất ở đâu. Rồi con nói với mẹ con, nói là tại sao má nói là con thức dậy là mình sẽ an toàn, mà chừng nào mình mới về nhà. Thì cái đó là những cái memory, những cái nhớ của con. Rồi sau đó bị bão liên tục. Con chỉ nhớ đó là trời dưới đất hay trời dưới biển là cùng một màu, kiểu là đen tối. Rồi mỗi lần mình nhìn lên đó là chỉ là thấy sóng nó đập vô, rồi mình há họng và để la thì mình lại uống nước biển, rồi bữa ra lại đói mà uống thì uống không được tại vì đó là nước mặn. Rồi mỗi ngày thì có người đem cho một chung nước giống như là ít hơn cái chung trà của chú, đủ để chỉ là cho cái cổ mình nó bớt rác thôi. Rồi cháu nhớ là có một ngày là cái môi của cháu nó nứt, tại vì là mình không có đủ cái dehydration được. Cái môi của cháu nứt rồi chảy máu, thì trong đầu của cháu nghĩ đó là máu cũng là nước, thành ra nếu mà mình cứ nút cái môi của mình đó, thì mình sẽ bớt khát. Đó là cháu chưa, lúc cháu chưa được phân. Đúng. Câu chuyện xảy ra năm mấy? Tháng 6 năm 80. Tháng 6 năm 9 năm 80. Chú nhớ sau cháu chút, chú cũng đi vượt biên trong khoảng thời gian đó. Nhưng mà trở lại chuyện này, đến giờ này 37 năm sau, cháu vẫn còn khóc khi cháu kể lại câu chuyện đó. Cái ngày đó một chuyến đi hãi hùng nhất và đầy xúc động nhất. Đúng không?
hồi đó tới giờ thì cháu vẫn không quên, nhưng mà bây giờ cháu là mẹ thì cháu lại nghĩ cho ba mẹ của cháu, cũng như nếu mà ngay bây giờ mà chúng nói với cháu đó là tối nay cháu phải đem hai đứa con của cháu để lên cái tàu như vậy, không biết sống hay chết, thì cháu rất là thông cảm cho ba mẹ cháu là phải làm như vậy. Tại vì không có một cái lựa chọn khác. Không có lựa chọn khác, có nghĩa là cháu muốn nói điều gì? Không có lựa chọn khác, cháu muốn nói điều gì qua cái chuyện này? Giữa ở và đi. Cháu biết đó là bây giờ Việt Nam đổi khác, dân sống không có khổ như lúc mà hết chiến tranh. Nhưng mà sau chiến tranh đó có những gia đình không thể nào tiến lên được. Là đó là những gia đình giống như là gia đình của cháu, là ba cháu sĩ quan của Việt Nam Cộng Hòa, rồi sau đó bị tù, rồi anh em cháu thì cũng đi học thì cũng phải quét lớp chứ không có được ngồi bàn trước như những người bạn trong lớp. Thì bây giờ cháu mới hiểu đó là nếu mà tiếp tục như vậy thì là anh em không có đường tiến, no progress, no education, no job, no progress. Còn ba mẹ cháu thì cháu không biết là có thể là ba cháu sẽ ở tù suốt đời, cháu không biết được. Còn mẹ cháu thì lúc đó hình như là không gặp được, tại vì mẹ cháu phải đi lo đủ thứ hết để cho là có sống, rồi phải lo cho ba cháu ở trong tù đừng có bị bạc đãi. Thì những cái đó là bây giờ cháu mới biết. Thì những cái trí nhớ của một đứa ở trên chiếc tàu thì cháu nhớ là khổ, khát, đói. Nhưng mà bây giờ cháu là một người lớn, là một người mẹ, thì cháu hiểu những cái chi tiết kia rất là sâu sắc. Vì cháu rất là tội nghiệp, rất là thông cảm cho ba mẹ cháu. Cháu không muốn là một người khác, một người cha mẹ nào khác phải quyết định như vậy. Câu chuyện nhắc lại cái miền Nam Việt Nam sau 1975, khi mà chiếc xe tăng của Bắc Việt tấn công vào Dinh Độc Lập của Sài Gòn, hàng triệu binh sĩ miền Nam Việt Nam, hàng triệu công nhân viên chức miền Nam Việt Nam sống trong hoảng loạn, hỗn loạn, sống trong lo âu, sống trong phập phồng lo sợ tương lai của mình, thưa quý vị. Và sau đó không lâu, rất nhiều người được Hà Nội gọi là ngụy quân và ngụy quyền mời đi học tập trong vài ba ngày, cuối cùng họ chôn cuộc đời thanh xuân của tuổi trẻ của mình trong các nhà tù và trại giam. Và một số người là trốn thoát được, một số người thoát ra được, và họ chỉ còn một con đường duy nhất là bỏ xứ ra đi, biệt xứ, thưa quý vị. Họ không biết họ đi về đâu, họ không biết họ đi về đường nào, họ không biết họ sẽ sống sót như thế nào trên biển cả mênh mông, họ không biết là những đứa trẻ thơ sẽ sống như thế nào trong ngày dài vượt biển. Nhưng mà nói như cháu Vương Ngọc Lan, họ no choice, không có sự chọn lựa khác ngoại trừ tìm cái chết, tìm cái sống trong cái chết, thưa quý vị. Trở lại chuyện đi của cháu, cháu có thể tường thuật lại vài cái chuyện hãi hùng nhất mà nó còn in đậm trong ký ức của cháu vào năm 1980 trong chuyến vượt biển. Cháu có thể kể lại một vài trường hợp. Thì cháu đã nói là khi mà cái môi của cháu nó bị nứt ra tại vì là không có đủ nước uống, da khô, rồi môi thì nứt, thì cháu chỉ nghĩ trong đầu đó là máu cũng là nước, thành ra nếu mà cháu có thể là hút cái máu đó thì cháu sẽ bớt khát. Rồi cháu nhớ đó là trên người đó là giống như là gần như là bị lở, tại vì là phải ngồi ở dưới cái hầm đó, thì dưới cái hầm đó thì nước miệng đã vô, rồi ói mửa, rồi không có thể nào mà thay quần áo cho nó khô. Thì cái đó là những cái cháu nhớ như vậy. Rồi cháu nhớ anh của cháu bị bệnh,
Chiếc tàu bao nhiêu người? Dạ 62 người. Như vậy cuối cùng cháu được vớt. Dạ. Có tin vui giữa dòng tuyệt vọng. Cháu có thể kể cái chuyện vớt cháu như thế nào và 62 người trên chiếc tàu như thế nào vào năm đó chứ? Thì cháu chỉ có thể nói những gì cháu còn nhớ là cái ngày thứ 10 đó, là hôm đó không có bão, thành ra là thấy mặt trời lên. Thì cái ngày đó rất là chiếc tàu nó không có bị như là dồn dập như những ngày khác, nó tương đối là yên. Thành ra mọi người ngồi dậy, mẹ của cháu thấy ai cũng gần chết hết. Xong cái mẹ của cháu xuống bếp thấy là chỉ còn có vài nắm tay gạo và nó cũng đã lên, nó mô lên men, lên men. Rồi có một vài tép tỏi, một chút nước mắm. Rồi cháu nhớ là ngồi ở trên chiếc tàu đó mà cháu nghĩ đâu là mẹ của cháu nó muốn riêu. Mà cô nghĩ đó là trời ơi, 10 ngày nay mình không được ăn cái gì ngoài là củ sắn với thịt chả mông, mà làm sao mà có bún riêu để ăn. Thì lúc đó mẹ cháu nấu xong cái nồi cơm rồi chỉ là rỉ nước mắm lên thôi, rồi mỗi người chỉ được một nắm tay, không có chén, không có muỗng gì hết, là để cái tay vô nắm một nắm cơm để mà ăn thôi. Và cháu nghĩ đó là ngon nhất trên đời. Rồi lúc đó đó là ở đằng xa có một chiếc tàu, nó chậm tới rồi nó ngừng. Mà bây giờ cháu mới biết đó là trong 10 ngày ở biển đó là có tới 120 chiếc tàu buôn trải qua một con đường đó mà không một chiếc tàu nào ngừng hết. Thành ra lúc đó là đã tuyệt vọng rồi, tại vì gần hết xăng, không còn nước, không còn thức ăn. Rồi chiếc tàu này đó, nó ngừng rồi nó cho hai người kỹ sư engineer xuống tàu để mà kiểu là inspect, coi là nếu mà chiếc tàu vẫn còn đi được hay là mình vẫn còn có thể tiếp tục thì người ta sẽ cho mình thêm lương thực, rồi nước uống, rồi xăng dầu, rồi người ta cho mình đi. Còn nếu mà chiếc tàu mà không còn hoạt động được ấy, thì người ta mới cứu mình. Thì cái này đó là cháu lớn lên, cháu research rồi cháu mới biết cái đó là that's the law of the sea. Thì hai người đàn ông này lên, người ta thấy đó là cái này là khi mà cháu tìm được người ta rồi, người ta email cho cháu là this is what I saw, this is what I remember. Thì một ông đó vô cái engine room để coi cái chiếc tàu. Thì ông đó tên là Daniel Hansen. Ông nói đó là cái pump, cái sump pump, đó là cái đồ mà bơm nước ra đó, nó đã hư rồi. Bơm thoát nước. Ông nói là trong cái engine room đó, ông đã thấy những cái metal chips, là tức là cái máy đó nó tung, nó phung ra những cái broken pieces in the engine room. Rồi ông dặn cái máy lên đó, thì cái máy nó không có start, nó không có bắt đầu được. Thì ông không nổ máy, không nổ máy trường cấp bậc ok 37 năm ok cháu tiếp tục. Rồi thành ra là ông đã, trong đầu của ông đã quyết định rồi là phải cứu. Mà ông nói với cháu đó là khi mà ông từ trên chiếc tàu lớn đó ông xuống đó, thì trên đường của ông đi từ cái tàu của ông xuống cái engine room đó, cái phòng máy của mình đó, thì ông thấy trong cái hầm đó toàn là phụ nữ với con nít, mà có nhiều đứa đó nó đã giống như là sắp chết rồi, nó không còn ngồi lên được, rồi là đói khát. Thành ra trong đầu của ông đó là ông đã quyết định là ông phải tìm một lý do để mà cứu. Thì khi mà ông vô cái engine room, ông thấy những evidence vật chứng như vậy là cái máy bơm nước nó không còn hoạt động, cái máy tàu thì nó không nổ được. Thì ông nói đó là ông phải cứu. Rồi một ông nữa, phận sự của ông thứ nhì đó là đi xét cũng như là những người trên, những thuyền nhân trên tàu mình. Thì ông nói đó là, cái này là ông nói với con, ông nói là ông vô, ông thấy chỉ còn đó là một vài nắm tay gạo mà đã là rớt ở dưới sàn rồi, mà
mà nó đã lên men. Nói là nếu mà nói là có đồ ăn là phải hốt những cái miếng gạo đó lên để mà ăn, chứ không có phải là gạo còn để nấu được. Rồi ông nói đó là hết xăng, hết nước, thì ông cũng là independently nói là we have to rescue. Thành ra ông vô gặp hai ông nói chuyện với nhau, thì hai ông đồng ý đó là phải cứu. Rồi mới là radio lên với ông thuyền trưởng, thì ông thuyền trưởng ra lệnh là cứu, là được lên tàu lớn, tàu rượt cô. Chú cũng bắt đầu muốn khóc trong cháu rồi. Tại vì câu chuyện, thưa quý vị, nó gợi chúng ta nhớ cái ngày tháng năm nào chú cũng cảnh như vậy. Người vợ mang thai nằm dưới hầm cầu, hầm tàu với cháu. Và trong giông bão, máy hư bị quần giữa đại dương mênh mông như vậy, những người đàn ông trên chiếc tàu chống chọi để tìm cái sống trong cái chết. Chú hiểu được cháu. Nhưng mà cái cảnh, cái quyết định đó là một quyết định sinh tử. Nghe nói cháu xúc động vì nguyên nhân nào, phải vì nguyên nhân đó không? Cháu bỏ rất nhiều năm để tìm lại những ân nhân đã cứu mạng mình. Và cháu tìm rất là nhiều năm. Dạ đúng. Mới được ra phải không? Dạ đúng. Bắt đầu từ năm 91 là năm cháu được nhận trường UC Berkeley. Thì cháu 91 có nghĩa là cách đây 27 năm. Dạ đúng. Năm đó cháu 18 tuổi, là cháu sắp đi đại học. Thì cháu vô thư viện, cháu tìm scholarship. Tại vì mình lúc đó mình vẫn rất là nghèo, không có phải là muốn đi học ở đâu cũng được, cũng không phải là có rất là nhiều tiền mà để đi học. Thành ra cháu nghĩ đó là cháu phải tự tìm scholarship. Thì trong cái đầu óc rất là ngây thơ, naive, là cháu nghĩ là chữ scholarship đó nó cũng có chữ ship, tại sao mình không đi kiếm cái ship kia? Từ học bổng sang cái tàu. Thì scholarship, ship, ok, let's go. Thì cháu mới hỏi mẹ cháu đó, tại vì mẹ cháu là lúc nào cũng nói là phải tìm ra được cái ông thuyền trưởng đó. Thì cháu cũng nghĩ là như vậy. Thì cha mẹ cháu là giáo dục rất là nghiêm, strict, nghiêm khắc. Nghiêm khắc, dạ, dạ đúng. Rồi nói đó là cháu cũng thấy đó là cái trong tiếng Việt của mình, trong cái tiếng nói của mình đó, cái chữ ân nghĩa nó đi khác với nhau. Tức là mình, nếu mà mình biết ơn là mình là một người có nghĩa. Thành ra cái đó là nó đã imprinted in our culture, nó thuộc cái văn hóa của mình. Thành ra cháu từ năm 91 đó là cháu bắt đầu vô thư viện. Trong những cái lúc đó nó không có internet, mình không có thể lên Google rồi mình viết vô cái gì mình muốn. Mình phải kiếm trong những cái mà Maritime Registry, mấy cái binder dày lắm, cái hồ sơ về biển cả. Dạ đúng, dạ đúng. Thì lúc đó cháu hỏi mẹ cháu đó là cái chiếc tàu vớt mình đó nó tên là gì, thì mẹ cháu nói Việt Cô. Thì trong đầu của cháu đó, từ nhỏ tới lớn đã nghe cái tên Việt Go. Và cháu nghĩ đó là nó là Việt, giống như là Việt, người Việt Nam, Go. Tại vì cái đó là trong cái đầu của mình đã nghĩ như vậy rồi. Thì bao nhiêu năm cháu đi kiếm chiếc tàu Việt Go, không có một chiếc tàu nào tên là Việt Go. Rồi có một ngày, mẹ cháu nói cái gì đó cháu quên được, cháu tự nhiên nói, ủa, chắc là mẹ nói sai. Bây giờ viết xuống cái tên đó cho con đi. Thì má, mẹ con mới viết ra là cái chữ Virgo, V-I-R-G-O. Thì đó là năm 2006. Thì ngày 2006, tức thì câu chuyện đi tìm từ năm 1991 tới 2006 là không, 15 năm rồi. Dạ. Cháu muốn nói rất là rõ là không phải là ngày nào cháu cũng đi tìm. Nhưng mà có những cái big moments in your life, you know, like graduation, getting married, having a baby, all those big moments. Cháu lúc nào cũng nghĩ là nếu mà không có một người từ bi là mình không có những cái điểm này trong đời mình. Nam xin giải nghĩa chút tiếng Việt là cô không phải trong suốt 15 năm đầu đó, từ năm 1991 đến 2006 đó, trong 15 năm đã đi tìm,
mà không phải là ngày nào cũng tìm, mà ở những giây phút mà quan trọng trong đời mình, ví dụ tốt nghiệp hay là kết hôn hay có con như vậy đó, thì những giây phút quan trọng trong đời mình thì cô trở lại đi tìm cái người ân nhân của mình, phải không? Dạ, cô cháu cháu tiếp. Dạ, thì năm 2006 là cháu có đứa con thứ nhì, rồi cái năm đó cũng là lễ tạ ơn, cháu nhớ rất là rõ là lễ tạ ơn, là có mặt là cha mẹ cháu, rồi anh của cháu, em của cháu, anh của cháu cũng có con, cháu cũng có hai đứa con, rồi cháu nhìn đó, đây nó là three generations, là ba thế hệ của gia đình cháu, mà nếu mà không có một người mà ra lệnh là cứu thì cái đó là không thể có được. Nó có một cái sự là tồn tại, continuity liên tục. Liên tục mà nó sẽ không có nữa. Thành ra cháu quyết định đó là bây giờ là cháu phải quyết tâm là phải tìm ra được người ân nhân. Thì từ 2006 đó đã có internet rồi, thì cháu có một người bạn hay cũng như rất là thông cảm, một người Mỹ thông cảm và rồi muốn giúp cháu, tại vì nghĩ đó là đây là một chuyện đáng làm, là một người đã được ơn rồi muốn đi tạ ơn, để kiếm người ân nhân để nói cái chữ cảm ơn, thì bạn của cháu giúp, thì hỏi là cháu nhớ cái gì, cái tàu đó nó ra sao, thì cháu nhớ đó là cái tàu đó rất là lớn mà có giống như là 5 cái trái banh ở trên cái deck, like 5 domes rất là to, 5 cái vòng cung trên cái bon tàu. Dạ, thì khi mà cháu diễn tả ra cái tàu đó thì bạn cháu biết ngay là ồ, cái tàu đó là chở xăng dầu. Thành ra bây giờ mình đã biết cái tên rồi, mình biết là cái tàu đó nó chở cái gì thì rất là dễ để kiếm chiếc tàu. Nhưng mà cái khó đó là tìm kiếm ai trên tàu ngày đó, rất là khó. Cái đó là phải là kiếm vô những cái mà union roles, hội lao động, phải không, union. Rồi người ta có thể biết đó là từ ai là kỹ sư, ai là chief mate, ai là thuyền trưởng vào những cái ngày đó, tại vì cái union đó vẫn còn những cái danh sách đó. Thì từ đó mới kiếm ra. Mà cháu lúc đó là cháu nghĩ đó là một chiếc tàu như vậy, một cái hãng như vậy rất là lớn, rất là nhiều tiền, thì nó, người chủ đó phải muốn những gì ở nhân viên của mình. Thì cháu nghĩ đó là nếu mà đi cháu có đây là cái cái tàu này nó chở dầu từ Indonesia lên Japan, thì nó đây là South China Sea, là Việt Nam đây của mình, Việt Nam, Philippines, Indo. Thì cháu nghĩ đó, nếu mà một cái công ty mà lớn như vậy đó thì phải kiếm những người mà đã service ở Việt Nam, là Hải quân Việt Nam cũng như là US Navy with service in Việt Nam, tại vì người ta đã biết cái vùng này rồi. Thì cháu lại narrow những cái search term là US Navy, Captain, Commander, Retired, thì những cái tên đó nó narrow xuống. Rồi có một vài tên đó nó match, nhưng mà không có phải là chính xác. Cháu kịp tìm được ông trung tá US Navy in charge of Cameron Bay năm 68. Rồi ông về hưu, ông mới đi làm cho cái công ty này. Rồi ông đó là cái tên của ông, nó hợp với cái chiếc tàu Virgo, nhưng mà là tháng 11 năm 80 chứ không phải là tháng 6 năm 80. Thì cháu nghĩ vậy cũng là gần rồi, gần đủ rồi. Thì cháu mới điện thoại cháu lên Google, lúc đó là có Google rồi, vậy cháu viết tên của ông vô, rồi có số điện thoại của ông hiện lên. Thì lúc đó cháu nhớ rất rõ là lúc đó cái chừng 4-5 giờ chiều là gần phải đi rước con rồi. Nhưng mà cái này đó là rất là quan trọng, là gần 26 năm rồi cháu đã đi tìm những người này. Thì tim của cháu đập rất là mạnh, bây giờ mình nói cái gì, mình gọi người ta rồi mình nói cái gì, có thể là người ta không nhớ mình là ai. Thì cháu mới gọi điện thoại cho ông, cháu nói là Captain Overstreet, you don't know me.
But I think you rescued my family in 1980. And I just want to say thank you for saving our lives. Cô nói là kính chào thuyền trưởng, có thể là ông không biết tôi, nhưng tôi nghĩ rằng ông là người cứu trần ngực của tôi, và tôi muốn lời cảm ơn vì ơn cứu mạng này. Rồi cháu ngồi trong văn phòng cháu lúc đó run, không biết đó là cháu không hề tưởng tượng là sẽ được cái ngày như vậy. Thì ông George Overstreet đó, ông gọi hỏi lại cho cháu. Ông nói đó là ông nhớ ba chiếc thuyền người Việt. Ông nghĩ đâu cháu là một trong những người đó. Nhưng mà khi mà nói lại cái timeline thì không phải là ông. Nhưng mà ông cho tên cái người mà cứu mạng của gia đình cháu. Thì lúc đó cháu rất mừng nhưng mà lại rất là thất vọng. Tại vì mình tưởng đâu đó là mình đã tìm được người rồi. Nhưng mà lại tự nhiên là phải bắt đầu lại từ đầu. Rồi cháu hỏi là cái người cứu mạng của cháu đó bây giờ ông ở đâu. Thì ông George không biết, ông nói là ông có những cái địa chỉ như vậy từ hồi năm 89, 88. Rồi có một người khác nữa có địa chỉ từ năm 93. Thì người ta cho cháu những cái địa chỉ đó. Cháu viết thơ, thì đó lại là return sender unknown. Thật ra là cháu rất là thất vọng. Nhưng mà rồi thì cháu cũng lại tiếp tục lại. Cũng như là có một cái gì trong lòng của cháu đó nói là close enough is not good enough. Phải không? Cũng như gần được không phải là được. Gần trúng chưa phải là trúng. Đúng. Thì cháu cứ tiếp tục. Rồi cháu được biết một người mà cái ông đó cũng là sale với cái ông Hartman Show, là ân nhân của cháu. Thì ông nói đó là ông Hartman Show đó, ông đã mất rồi. Ông mất hồi năm 2000. Thì mà khi cháu được cái tin đó, cháu rất là buồn. Tại vì cháu nghĩ đó là phải chi mà mình đừng có lười, mà mình tiếp tục hồi năm từ năm 91 hay 99 điều cũng được. Mình có thể là được nói chuyện với ông trước khi ông mất. Nhưng rồi cháu nghĩ có thể là ông có con hay là ông có cháu, mà con của cháu của ông thì lại không biết ông là ân nghĩa như thế nào. Thì tại sao cháu không đi kiếm người ta để cho người ta biết? Thì cháu lại bắt đầu kiếm lại từ năm 2007 cho tới 2016. Cháu tìm được gia đình của ông Minh Đức, thuyền trưởng. Thì ông đã mất rồi, nhưng mà bà vợ của ông còn, rồi có được một đứa con gái vẫn còn. Thì cháu lại viết thơ cho, mà cái cách mà cháu kiếm được gia đình của ông đó, hồi đó tới giờ là cháu không có xài social media. Cháu không có Facebook, cháu không có Twitter, cháu không có Instagram. Tại vì cháu không có thích cũng như là invasion of privacy. Nhưng mà khi mà cháu muốn tìm những người này thì lại cháu lại join những cái đó. Rồi lên Facebook kêu là xin cầu cứu, không phải cầu, xin người ta tiếp mình kiếm những cái người này. Thì không ai biết mấy người này ở đâu hết. Thì cuối cùng đó cháu lấy tất cả những cái địa chỉ mà ông đã từng xài trên những cái job application hay là customs declaration. Mỗi lần mà ông phải vô một cái cảng nào là khai hải quan quan thuế. Dạ. Thì cháu lấy hết tất cả những cái địa chỉ đó, cháu tự tay cháu viết thơ rồi cháu để hình. Đây là gia đình chúng tôi khi mà được cứu, đây là gia đình của chúng tôi bây giờ, từ năm người đói khát tới một gia đình 12 người ai cũng khỏe mạnh. Vì là ân nhân của người này, nếu mà anh chị mở cái thơ của tôi ra mà biết những người này ở đâu thì xin giúp tôi. Tức là chỉ là cháu chỉ thích xin là gửi cái thơ này tới họ thôi, chứ cháu không có nhắc xin là xin cho địa chỉ hay là xin cho số phone. Cháu chỉ nói là đây là lá thơ với những bằng chứng, xin chỉ là gửi cho người ta thôi.
thì tình cờ đó là một một cái địa chỉ đó, đó là nhà của chị vợ của ông này. Rồi bà ta mới mở, bà ta nói thấy cái thơ mà xài cái tên kiểu là formal name chứ không phải là pet name, như là không ai kêu chẳng là Vương Ngọc Lan phải không, mình có tên ở nhà. Bà bà nói ra là tại sao cái lá thơ này lại để cái formal name của cháu bà. Rồi bà mới mở ra, bà đọc, bà quá xúc động, bà gọi cháu liền, bà nói người mà cô cần kiếm đó là cháu gái của tôi, mẹ của cổ vẫn còn sống, gia đình sống ở bên Đức, tôi sẽ báo tin cho em tôi biết là con đi kiếm gia đình với lý do vậy như vậy. Cái ngày đó là cháu thở rất là nhẹ. Cháu làm chú bắt đầu cũng rơm rớm, bắt đầu xúc động theo. Cháu là good storyteller. Ok, quý vị cũng theo dõi câu chuyện mà có tiêu biểu cho cái người Việt Nam chúng ta, thì hầu hết chúng ta là người vượt biên với công tư của Việt. Cháu tiếp tục. Thì cháu nghĩ rất là được rồi, là mình trong bao nhiêu năm nay đó, mình chỉ muốn như vậy thôi. Thì cháu khi mà cháu được nói chuyện với bà quả phụ của ông Hartman Show này đó, thì bà nói với cháu đó là ông cứu hơn 300 người Việt Nam, mà ông đó là hồi xưa đó là ông bị ông bị ép vô làm Hitler Youth. Thanh niên thời kỳ Hitler. Dạ. Tổ chức thanh niên thời kỳ Hitler. Dạ đúng, mà ông đó là ông phải bắn máy bay của của đồng minh. Đúng, đúng, là ông 14 tuổi là ông đứng ở dưới cái súng cannon đó, ông bắn máy bay xuống. Rồi sau khi chiến tranh thế giới thứ hai mà ông khám phá ra những gì Đức làm thì ông rất là xấu hổ. Thành ra sau đó đó là ông là nguyên đời của ông chỉ muốn làm chuyện từ thiện thôi. Thì khi mà ông làm cho cái công ty này mà ông có dịp là đi từ Indo mà lên tới nước Nhật thì ổng thấy được những người tị nạn. Rồi chú biết là sau đó đó, cái này không phải là chỉ vợ của ổng nói, mà những người mà đi là chief mate hay là chief engineer của ổng đó cũng đã nói với cháu là khi mà chiếc tàu của ổng đi trước giờ, ổng lại lái chiếc tàu vô Việt Nam, chưa là vô Vietnam Territory, ổng đậu chiếc tàu ở đó để ông coi có người cần cứu hay không. Rất là nhân đạo, rất là nhân đạo. Thưa quý vị, câu chuyện này được Vương Ngọc Lan kể lại đầy xúc động, bởi vì nếu quý vị nào mà đã từng có cái cảnh như Vương Ngọc Lan như chúng tôi đó, thì mình hiểu được cái hành trình này như thế nào và lời cảm ơn nó như thế nào. Bởi vì tại sao như vậy? Một cô bé từ lúc 7 tuổi chứng kiến như vậy, bỏ ra 37 năm phải không? Từ 91 đến giờ để đi tìm ân nhân mình. Bởi vì đó là cứu ba thế hệ. Cứu đời cha, đời mẹ, cứu đời mình và cứu cả con cái chính mình. Thưa quý vị, có nhiều người không may mắn như vậy. Cháu cũng là người may mắn. Bởi vì hàng trăm ngàn người Việt của chúng ta đặt bỏ thân xác với lòng đại dương. Có một câu chuyện kể như vậy, cháu đang trong khi cháu nghĩ chút xíu chú kể câu chuyện này, quý vị nghe nhân mùa lễ tạ ơn. Người ta nói rằng nếu một mai mà thương hải biển cả mà thành ruộng nương, và ruộng nương biến thành biển cả, từ trong lịch sử của cái trái đất này nó có thể lúc mà hôm nay là núi cái thành ngày mai là biển, mà hôm nay là ngày biển ngày mai là núi, thì nếu một ngày nào đó biển đông mà cạn thì ta mở xa lộ, đào đường mở xa lộ từ các nước như là Indonesia, Phi Luật Tân, Thái Lan, Mã Lai về Sài Gòn, thì dưới đó cái người làm đường sẽ phát hiện được rất là nhiều xương người, và đó là dấu tích của những người Việt Nam tị nạn, Việt Nam vượt biên trong khi những năm sau khi Sài Gòn thất thủ. Thưa quý vị, có cái này, số chết hàng trăm ngàn người chúng ta không thống kê được, có thể lên có người nói là cả triệu, có người có vài trăm ngàn người đã chết dưới lòng biển cả như vậy. Gia đình cháu như vậy là may mắn. Rất là may mắn. Nhưng mà
Được biết thì cháu gần đây có một cuộc hội ngộ với họ, phải không? Dạ đúng. Cái nguyên nhân biết rồi, nhưng câu chuyện dẫn đến hội ngộ ở đâu như thế nào? Dạ, thì cái hãng này nó đã là không còn nữa, nó là kêu là defunct, tức là nó đã bán cho một một cái nước khác để mà chạy những chiếc tàu này. Nhưng mà những người thủy thủ mấy người thủy thủ đó, người ta vẫn còn là rất là cái cộng đồng đó vẫn còn rất là thân với nhau. Thì mỗi 5 năm gì đó nó có một cái reunion. Nhưng mà 1977 đó là chiếc tàu đầu tiên rời khỏi cảng, thành ra năm nay đó là 40 năm kỷ niệm chiếc tàu đầu tiên rời khỏi cảng. Thì những người tổ chức này đó, người ta biết đó là cháu đã đi tìm người ân nhân bao nhiêu năm nay, tại vì cháu hả được một tên là gọi điện thoại, một được một tên là email, kêu là không có người nào mà cho cháu một tên nào mà cháu không, tức là personally contact, nói chuyện cảm ơn, tức là bao nhiêu năm nay là cháu đã có nói chuyện, có cảm ơn, có gửi thơ, có những cái liên lạc với người ta rồi, nhưng mà chưa bao giờ gặp mặt. Thì những người tổ chức này đó mới mời gia đình cháu và tới. Bây giờ là có thể là hai bên gặp mặt, thì cháu rất là mừng. Rồi cháu đi qua bên New York ở cái SUNY Maritime College. SUNY là State University of New York, là nó một cái trường đại học dạy về hàng hải. Yeah. Thì cái ông hiệu trưởng đó là he's a two-star admiral, ông mời cháu tới để nói chuyện với học sinh của ông. Để trung tướng, để đọc hai sao. Dạ. Tới để nói chuyện với học sinh của ông về cái hành trình tìm tự do của cháu. Mà cháu nói là cái hành trình tìm tự do của cháu đó là 10 ngày cực khổ, nhưng mà cái hành trình tạ ơn của cháu đã hơn 27 năm rồi mà không cực khổ để ý nghĩa. Thật ra cháu nói là có thể nào cho cháu nói là my journey of gratitude, và cái hành trình tạ ơn. Mà cháu không phải là lúc mà cháu mới tìm những người thủ thủy này là cháu chỉ thủ, nghĩ thủy thủ ok. Cháu chỉ nghĩ đó là cháu chỉ muốn một cơ hội cho ba má cháu nói cảm ơn, tại vì ba má cháu nói tiếng Anh không hay lắm, không thể nào làm research như cháu. Cháu là một người luật sư, cháu được train là research writing advocacy. Nếu mà sau này ai mà bị người khác hãm hại mà cần tìm luật sư để đi tìm cái người hãm hại mình thì cũng nên gặp bổ. Cháu về hưu rồi. Ok, tiếp tục cháu. Lúc mới bắt đầu đó là cháu cái primary purpose, như là primary, là cháu chỉ muốn là cho cha mục mẹ đích. Mục đích chính của chính. Cháu là cháu chỉ muốn cho cha mẹ cháu có một cơ hội để nói cảm ơn. Nhưng mà cái lần gặp đó thì nó diễn ra như thế nào? Dạ, là như vậy nè. Cháu càng tìm người thì cháu lại càng hiểu được cái khổ cực của người Việt Nam của mình đi tìm tự do. Biết bao nhiêu người chết, giống như chú nói. Còn những người mà còn sống lại thì có thể như là cha mẹ cháu muốn nói một lời cảm ơn nhưng mà không thể nào làm được. Thì những gì cháu làm đó thì nó không có còn là personal nữa, mà nó là biểu tượng. Not symbolic, là biểu tượng. Biểu cho tất cả cộng đồng của mình. Thì khi mà cháu gặp những người ân nhân của cháu đó thì cháu nói cho người ta, cháu nói là có thể những người mà các ông cứu không có dịp để nói một lời cảm ơn, tại vì có thể là người ta lúc đó người ta không biết gì hết, hay là người ta đã già đã mất, hay là người ta không có tiếng nói để đi làm những gì tôi đã làm. Thế nên tôi muốn đứng lên nói một lời cảm ơn, là không phải chỉ của tôi hay là của gia đình tôi mà của cả cộng đồng của tôi. Tại vì cái cộng đồng Việt Nam không phải là chỉ ở Cali hay là ở nước Mỹ, mà ở bên Úc, bên Đức, bên Canada, toàn là vì những người ân nhân này mình mới có. Mà chẳng những là mình là một cộng đồng tới nước Mỹ, mà mình bây giờ là mình rất là
chắc không biết nói sao là contributing, mình cho lại, đóng góp lại, chứ không phải là mình tới đây là mình chỉ lấy thôi, mà mình đóng góp lại cho nước Mỹ, rồi mình có những cái community rất là phát triển, thì những cái đó cho thấy đó là mình không có lấy ơn của người ta rồi mình phí, mà mình lấy ơn đó rồi mình là build lên, mình lập lên. Bây giờ con cháu của mình có người ở in Congress, State Assembly, doctors, lawyers, engineers, tất cả là vì những người trên biển mà đã cứu mình, không phải là chỉ một cháu thôi mà cả cộng đồng của mình. Là cái này là một a collective thank you, một cái lời cảm ơn từ tập thể của người Việt mình đối với những ân nhân đã cứu chúng ta. Và cháu đối với mấy người đó là cháu nói đó là không phải đó là cháu còn phân biệt là ông đã cứu tôi, thành ra tôi có ơn với ông. Tất cả những người có mặt ở đó đã đóng góp cho cộng đồng của mình vì người ta đã cứu những người khác, thì cái lời cảm ơn đó không phải là của cháu, riêng cháu, mà chỉ như là cháu đã bỏ cái công này ra, thành ra cháu phải đứng lên để nói cho cộng đồng của mình là mình vẫn còn biết ơn, rất rất là biết ơn, và lúc nào cũng muốn đóng góp, lúc nào cũng nói cho con cháu mình biết là tại sao mình lại tới đây, là ai đã giúp mình, con mình có ngày này là tại vì sao. Thưa quý vị, cái câu mà cháu Phương Ngọc Lan, câu chuyện mà cháu kể lại khiến ta hiểu rõ hơn một câu nói mà thường ta hay nói, nhưng mà nếu không ở trong hoàn cảnh đó thì không cảm nhận câu nói đó bằng máu, bằng thịt, bằng mạng sống của mình. Freedom is not free. Cái tự do nó có giá phải trả, thưa quý vị. Nhiều gia đình Việt Nam tại Hoa Kỳ, tại Úc, tại Đức, tại châu Âu, tại Tân Tây Lan đã trả, lấy cái mạng mình trả cho cái giá tự do. Nếu mà cháu có thể đọc được một khúc thơ mà ông thuyền trưởng đọc. Mời cháu. Cái này đó là thơ mà ông thuyền trưởng ông viết cho cái hãng, cái group này đó là trước cháu, là cái chiếc tàu đầu tiên mà ông thuyền trưởng Hartman Show ông viết. Ông trong cái lá thơ này ông diễn tả đó là cái chiếc tàu này đã bị hải tặc rồi, người ta không còn gì hết mà chỉ là cái quần áo trên người thôi, rồi ông để những người đó trong một cái conference room để người ta ngủ, mà chiếc tàu này thì nó có cái lạnh, mà những thuyền nhân được cứu này đó, người ta không dám lên một lời là lạnh quá, tại vì quần áo đã ướt rồi mà còn máy lạnh nữa, người ta chỉ ngồi đó mà chỉ là cảm ơn là được cứu. Thật ra khi mà sáng sau ông thuyền trưởng này ông thấy như vậy thì ông mới nói với những người thủy thủ là ai có cái gì dư thì hãy cho, rồi ông viết cái thơ này cho cái công ty của ông để cháu đọc là quote: "Another experience gained was the immediate confrontation with the fact that people are willing to risk their lives in order to obtain freedom. The Vietnamese are well aware of the fact that only about 50% survive the ordeal and do finally achieve their goal in the free world. All too complacently do we regard freedom as an inherited right, even sometimes contorting it to mean the freedom to use four-letter words, while it actually has to be earned and gained by each and every individual. So that actually, we should be thankful to the refugees for reminding us that freedom is worth putting your life on the line for." Biết hay quá. Ông viết cái thơ này là 1980. Rồi ông từ trong túi của ông rút ra $10 cho mỗi gia đình trước khi người ta xuống thuyền, tại vì ông không muốn đó là mới lên đất liền mà không có gì hết. Rồi ông viết thơ cho cái công ty của ông đó là nếu mà không có cách nào mà công ty có thể trả tiền lại cho ông thì ông sẽ nghĩ đó là một cái personal gift, một cái món quà của ông cho những người đi tìm tự do.
đây, thơ đây, cháu không nói thêm gì hết. Thưa quý vị, câu chuyện của gia đình Vương Ngọc Lan này, của gia đình của cháu, nó mang cái symbolic, nó mang biểu tượng. Người ta có một câu rất hay là cứ phân tích những gì có trong một giọt nước biển thì mình hình dung tất cả những điều đó sẽ có trong đại dương. Nhìn qua một gia đình tị nạn Việt Nam, quân Vương Ngọc Thiên, bố của cháu Vương Ngọc Lan này, ta mới thấy cái khổ đau đó, cái giá tự do nằm trong mỗi gia đình Việt Nam tại ngoại. Có thể bây giờ bố mẹ, ông bà, những người đưa chúng ta đi đã mất. Có thể lúc đó quý vị còn rất nhỏ hay sinh đẻ tại Hoa Kỳ, quý vị chưa hiểu được cái nỗi đau, cái sự mất mát, cái sự nguy hiểm mà ông bà, cha mẹ đã phải chịu đựng trải qua, thậm chí là chết rồi, để lại cho chúng ta một cái giá tự do, một cuộc sống tự do. Cho nên nhân cái buổi Thanksgiving này, chúng tôi nghĩ câu chuyện này tiêu biểu cho cộng đồng tị nạn Việt Nam chúng ta, gửi đến tất cả những ân nhân. Quý vị có thể chuyển cái câu chuyện này đến gia đình ân nhân quý vị, và biết đâu câu chuyện của Vương Ngọc Lan đã gợi chúng ta một ý nghĩ rằng mùa lễ tạ ơn năm nay, có khi bằng lá thư, có khi bằng tấm cạn, có khi bằng cú điện thoại, chúng ta gửi lời cảm ơn đến không những người cứu mạng mình trên biển, mà những người sponsor, người đỡ đầu chúng ta ngay những ngày mới đến Hoa Kỳ. Bởi vì không có họ, không có chúng ta ngày hôm nay. Nhưng mà có một điều nữa đừng quên, chúng ta quên nói tới người ngoài không à, nhưng mà nhiều lúc chúng ta không nghĩ lại trong nhà mình. Đôi khi người cha, người mẹ của mình, người anh, người chị của mình đã rất là khổ đau, đã rất là vất vả, đã chịu đựng rất nguy hiểm để đưa đứa em, đứa cháu, đứa con để có một đời sống đẹp đẽ ngày hôm nay. Em Vương Ngọc Thiên và vợ đã chịu đựng thế nào để có một luật sư thành công? Bây giờ tuổi còn trẻ đã về hưu như cô Vương Ngọc đang bị sợ. Right. Cho nên cái ân nghĩa đó, cái ân nghĩa đó cũng rất lớn. Chúng ta cũng nhân mùa lễ Thanksgiving năm nay, có khi chúng ta không dịp cảm ơn người ngoài, mà có khi quay trở lại gia đình mình. Biết đâu ôm bố mẹ trong lòng, ôm ông bà trong lòng để cảm ơn bố mẹ, ông bà đã hy sinh để cho chúng con có được ngày hôm nay, cha con lẫn cháu được có ngày hôm nay. Có lẽ câu chuyện cũng dài, nhưng mà chúng hỏi câu này trước khi cháu kết thúc là cái buổi sinh hoạt đó nó emotional lắm, buổi gặp gỡ đó. Dạ đúng. Mời 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 cháu. Dạ thì không thể nào tưởng tượng được một gì mà mình mơ ước rất là lâu sẽ có một ngày hội ngộ như vậy, mà có thể là nhìn mặt nắm tay mà nói là nhờ các vị mà chúng tôi có ngày này. Thì cháu thấy đó là cha mẹ cháu, rồi lúc đó có anh cháu, em cháu, tức là năm người mà ngồi trên tàu chung có mặt, rồi luôn hai đứa con của cháu nữa, rất là nó vừa vui mà nó vừa cảm thấy như là người Mỹ người ta nói là closure, tức là đã có một thân mật hơn. Dạ. Với lại một cái hành trình đó đã có thể là có ngày kết thúc, mình không còn là có một cái gì thiếu sót nữa. Mà cháu khi mà cháu muốn nói với cộng đồng Việt Nam mình nữa đó là trong khi cháu làm cái chuyện này mà cháu thấy đó là nó là biểu diễn cho cộng đồng mình chứ không phải là một mình gia đình cháu, thì cháu đã có rất là nhiều tài liệu, đã cháu muốn là làm nên một cái phim tài liệu, cái documentary 45 phút, tức là nó consider là short chứ không phải là full length. Cháu nói đó là cái tựa working title là Finding the Virgo, A Journey of Gratitude, là tìm con tàu Virgo, một hành trình tạ ơn. Thì bây giờ cháu vẫn còn gây quỹ để mà làm cái phim tài liệu này.
cái mục đích đó là không phải là kể cái chuyện vượt biên của người Việt Nam của mình, tại vì người Việt Nam của mình đó, ai cũng hiểu được, chú ngồi đây với cháu chú cũng hiểu được, và chú cũng có những cái memory mà bây giờ cháu muốn cái phim personal experience, that's right, cảm giác, cái cảm giác riêng tư trân trải. Cháu muốn đó là cái phim này đó, là nó chiếu sáng những người mà trên biển đã cứu những người đi tìm tự do, tức là những cái người thủy thủ cháu nói chú lộn theo thủy thủ. Còn cháu thấy là mấy người này người ta không có phải là chiến tranh ở Việt Nam, người ta không có bắn ai giết ai, nhưng mà người ta thấy người cần cứu thì người ta cứu, đó là những người từ bi, courageous, can đảm, anh dũng mà không ai nói tới hết, bao nhiêu năm nay không ai nói tới hết, những anh hùng vô danh. Dạ đúng, unsung heroes, anh hùng vô danh. Để cháu thấy đó là cháu cũng có coi những cái Thúy Nga Paris mà tìm lại những người thuyền trưởng mà cứu người Việt Nam, thì những cái đó là cộng đồng của mình coi với nhau, rồi mình như là commiserate, mình thông cảm với nhau. Nhưng mà bây giờ đó mình đã có một cái sự presence ở nước Mỹ này, nó đã lớn rồi, mình là một cái community rất là established. Mình có thể nói với những người ân nhân của mình, chứ mình không cần là chỉ biết trong tim mình thôi. Những người ân nhân này, người ta 80 mấy, 90 tuổi, có rất là nhiều người đã chết rồi, mà con cháu người ta không hề biết tại sao những người bắn súng bỏ bom lại được người ta nói, mà những người anh hùng vô danh không ai nói tới. Thì cháu thấy rất là tiếc. Và một thời điểm này đó, những người đó cần phải được là recognize. Thì cái đó là ý muốn của cháu. Cháu vẫn còn gây quỹ, thành ra nếu mà cộng đồng của mình nghĩ đây rất là một cái project, một cái dự án đáng mà theo đuổi để cho tất cả biết. Nhưng mà quý vị tiếp xúc cháu như thế nào? Nếu quý vị có hình ảnh, có những cái thước phim, có những tài liệu muốn Cardi biết vào, hay là tài chính Cardi biết vào, thì họ liên lạc cháu như thế nào? Thì có thể là lên internet tìm tên của cháu, hoặc là GoFundMe, rồi là Heroes of the Sea. Thì cháu sẽ cho chú những cái link đó, chú có thể là ghép vô cái chương trình này. Thì là ngay bây giờ cần nhất là quỹ để mà lập lên cái phim này, tại vì mình đã film được nhiều đoạn rồi, nhưng mà mình cần phải là produce, là post production. Trước khi chia tay, với tất cả quý vị đã nghe câu chuyện mùa lễ tạ ơn năm nay, bông câu chuyện đầy xúc động của gia đình Book People, gia đình thuyền nhân từ quý vị Việt Nam, cháu có còn cái message nào muốn gửi cho cộng đồng Harvard các bạn không? Cháu biết cộng đồng của mình rất là strong, resilient, honorable. Cháu muốn là tất cả thế giới biết là mình là một văn hóa biết ơn biết nghĩa. Cháu muốn là những người đã cứu bạn ở trên biển được tất cả những người khác biết người ta là từ bi anh dũng như thế nào. Cháu cảm ơn trước là cho cháu cơ hội này để nói chuyện, và cháu muốn cảm ơn cộng đồng là sẽ ủng hộ cái message này, cái tin này. Năm rất thích câu chuyện này thưa quý vị, không phải vì năm thích được qua báo, tờ báo lớn nhất nước Mỹ cũng đã đăng cái câu chuyện về cô bé Bùi Ngọc Lan này, nhưng mà chúng ta thấy rằng cái đó là một cái team trong 42 năm. Có nhiều người bạn trẻ lớn lên trong nước không hiểu cái cộng đồng người Việt này nó từ đâu ra như thế nào, và họ càng không hiểu cái hành trình đi tìm tự do như thế nào. Bây giờ đi tìm tự do nó dễ quá mà, phải không? Không, có khi 500 ngàn hay 1 triệu đô la mua cái EB5, quý vị đến tại Hoa Kỳ, có thể sang đến Hoa Kỳ bằng cái du học, quý vị đến tại Hoa Kỳ bằng một cái hôn nhân, quý vị đến Hoa Kỳ
ngày đó phải trả cái vé bằng cái mạng của mình, trả cái vé đi tìm tự do bằng chính cái mạng của mình, bằng chính cái mạng sống của vợ và con cháu mình. Thưa quý vị, cái giá tự do nó kinh khủng. Câu chuyện này cũng để cho các bạn đến Hoa Kỳ được tự do, đừng take it easy, đừng coi thường nó. Vậy tự do phải trả bằng máu, bằng mạng, thưa quý vị. Và trong đó chúng ta có suy nghĩ rằng cái mà chúng ta có bây giờ là tự do, đó là cái điều của 90 triệu người trong nước không có. 90 triệu người trong nước cũng mong có được cái mà Vương Ngọc đang có, right? Đó là tự do. Chứ không được quên rằng việc đấu tranh tự do cho Việt Nam, việc đấu tranh cho dân chủ cho Việt Nam cũng là ơn cứu mạng với biết bao nhiêu bạn trẻ trong nước. Chúng ta nhìn từ hai phía, phía đã được có tự do và phía chưa có tự do. Cuộc đấu tranh đó vẫn còn tiếp, thưa quý vị. Họ không đổ máu cho Biển Đông mà khi họ mất cái tương lai trên đất nước của chính mình. Quý Sơn Nam rất cảm ơn quý vị đã theo dõi câu chuyện nhân mùa lễ tạ ơn năm nay và với Vương Ngọc Lan. Và chúng tôi hy vọng rằng quý vị cũng có thể liên lạc với Vương Ngọc Lan thêm để có thể đóng góp hình ảnh, bài vở, tài liệu để cho bộ phim documentary mang tên là Đi tìm kiếm chiếc tàu Virgo và hành trình tạ ơn, thưa quý vị, để thành một bộ phim tiêu biểu để phổ biến cho bà con người Hoa Kỳ, để thấy dân tộc Việt Nam, con người Việt Nam là con người truyền thống, có tình, có nghĩa và trọng ơn nghĩa. Đúng không? Dạ, chú nói hay quá, chú nói thì không được. Dạ, dạ. Chúng tôi mời quý vị có thể tìm kiếm Vương Ngọc Lan. Cháu có thể có email nào để quý vị liên lạc không? Dạ, có. Cháu có thể cho quý vị. Là Lauren Vu, lauren.vuong@gmail.com. Xin trân trọng chào quý vị và chú Nam rất là chờ đợi của phim của cháu ra đời. Lần đó chắc là cháu sẽ trả lại lần nữa nha. Ok. Chú có thể đóng góp. Nhỏ thì thực tế gì đâu. Ok, xin kính chào tất cả quý vị đã theo dõi. Và nhân đây cũng cảm ơn anh chị Vương Ngọc Thiêm, những người bạn rất là gần gũi chúng tôi mà chúng tôi không biết gì cả, đến lúc mà đọc cái tờ, tờ báo New York Times đó. Yeah, New York Times. New York Times mới giật mình là đôi khi bên ta có những anh hùng ta biết, thưa quý vị. Cảm ơn anh chị. Xin chào quý vị. Chào chào. Cảm ơn.